Cao GVL xin kính chào tất cả các bác nhé. Hôm nay là ngày 21 tháng 8. Lại là một clip ra đi các bác nhá. Khủng long bạo chúa nhà em đã rời bến. Trước mắt là xin gửi tới anh Tô Kim Quy ở Phạm Ngũ Lão, phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Anh cũng vừa chợt nhìn thấy kênh của Cao GBL Hoàng Mai, và đồng thời anh cũng xem qua một chút rồi, anh cũng tin tưởng và anh đã đặt Cao GBL Hoàng Mai một đôi súp 918 đời cao của GBL. Cái 718 thì các bác còn phải gợn sóng, chứ 918 thì không bao giờ phải suy nghĩ gì về chất âm của em nó các bác nhá. Tiếng cực sâu luôn, tuy là từ leo bát neo nhưng nó khủng khiếp vô cùng các bác nhá. Bác nào cũng đã từng nghe 918 nó kể chuyện rồi thì các bác biết đúng không? Kinh khủng khiếp luôn, mềm oặt luôn mà sâu thẳm. Tình trạng của em nó thì như mới luôn các bác nhá. Như đập hộp xốp luôn. Các cái sơn này này, nguyên zin luôn nhá. Em còn bao có thể nguyên zin của sơn này luôn các bác nhá. Chứ không phải là mông má một chút nào. Thế cho nên tự tin mà nói rằng là sơn em còn bao zin. Bác của nó thì các bác nhìn này. Đấy. Tình trạng đẹp xuất sắc. Và anh có lấy thêm một con Cosover Agli cũng đẹp dã man luôn, không kém gì cả, gần như chỉ thiếu thùng thôi các bác nhá. Mọi thông tin chi tiết các bác liên hệ theo hai số máy của Cao GBL Hoàng Mai để được tư vấn trực tiếp các bác nhá. Nói chung là làm cái gì thì làm, thế nhưng mà qua một cái thời gian làm thì các bác ủng hộ em cũng tương đối nhiều, hàng không hề rẻ tiền một chút nào. Đây các bác nhá, hậu đây. Khẳng định với bác là thiếu thùng xốp thôi. Và bác nào đã được nghe chất âm của nó thì khủng khiếp lắm các bạn. Hôm nọ em cũng chơi thử rồi, ngạc nhiên luôn, không nghĩ là xốp neo mà nó lại kinh khủng khiếp như vậy. Nó liền công suất nhá. Có đây ạc lì của bác này. Được dán. Và sau clip này ngày mai em sẽ là đóng em gửi cho bác luôn bác nhá. Nhà hơi chật. Con ạc mà lì này, ạc lì này là margin USA các bác nhá. Một lần nữa em xin cảm ơn anh Tô Kim Quy có địa chỉ tại 53/3 Phạm Ngũ Lão, phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Súp này của nó em cũng nhấn mạnh luôn là giá của nó mới hiện nay là 130 triệu các bác nhá. Và phải nói là bác cũng biết ăn biết chơi đấy, không phải là không đâu. Có
không phải bác mua đồ của em mà em phải lịnh bác đâu, nhưng mà bác biết ăn biết chơi chứ không phải là không đâu. Một lần nữa em xin cảm ơn anh Tô Kim Quy nhá, Đắk Nông, Đắk Lắk, thành phố Buôn Ma Thuột. Mọi thông tin chi tiết các bác liên hệ theo hai số điện thoại mà em ghi trên bài đây ạ. Cảm xúc không thể chê nổi luôn, kể cả về chất âm đến hình thức. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bác.